Xin chào tất cả bà con cô bác đã trở lại kênh bò giống Củ Chi của em nha. Thì hôm nay em tiếp tục lên hai em bò cái sinter nha cô bé anh chị. Thì hai em bò này là được 6 tháng tuổi nha cô bé anh chị. Chiều cao giữa lưng á là 1,0 m nha. Thì hai em bò này nói chung là em không có đo nha cô bé anh chị, nhưng mà em ước lượng là 1,0 m nha. Đó. Thì hai em bò này nó hơi non bò nha cô bé anh chị. Hai em bò chạy 5 tháng mấy, 6 tháng bò nha. Đó. Nhưng mà được cái vú mớm ngon lành nha, vú mớm ngon lành hết, chân cẳng là bốn móng sò hết nha cô bé anh chị. Ừ. Nói chung là đòn con nào cũng lấy cái đòn dài dữ dằn lắm nha. Đó, sái chính nè, sái mặt chính, sái lưng chính nha cô bé anh chị, hai con sái chính hết nha. Ừ. Sái mặt nè, sái lưng nè. Ừ. Hai bò này là nó nhỏ nhỏ bò nhưng mà đẹp dữ dằn nha cô bé anh chị. Nói chung là đẹp nó nha. Đó. Thì hai bò này em muốn bán giá là 31 triệu nha cô bé anh chị, giá yêu thương nha. Đó. 31 triệu sở hữu cặp bò này nha cô bé anh chị. Đó. Thì ngày mai em có xe bò giao đi Tiền Giang. Thì cô bé anh chị ở Tiền Giang Long An thì có bắt thì liên hệ em nha. Đó. Thì cặp bò này nói chung là nó hơi non bò nha cô bé anh chị, thì có sao em nói vậy, nhưng mà cặp bò này là đòn dốc rất là đẹp nha. Đó. Thì hai bò này em bán giá là 31 triệu, 31 triệu là em bao xe cho cô bé anh chị nha, từ 100 cây số nha. Đó. Bốn bím rồi bài bản ha, chân cẳng là bốn móng sọ nha cô bé anh chị. Hai con này, cái con này thì vú nó đen luôn nha. Đó. Bốn vú đen luôn nha các bé anh chị. Đó. Tổng thể hai con nó là như vậy. Thì em xin nhắc lại là hai bò này em muốn bán giá là 31 triệu. Bao vận chuyển 100 cây số cho các bé anh chị nha. Thì chiều cao là hai con của hai con bò này là 1,0 m nha các bé anh chị. 1,0 m nha. 5 tháng mấy gần 6 tháng bò nha. Bò này là bò đồng nha các bé anh chị. Bò hả, bò này nuôi chăn thả chứ không phải bò nhốt chuồng nha. Thì em cũng cảm ơn cô bé anh chị đã theo dõi video của em nha.